Chào mừng mọi người xem livestream ở cửa hàng nhé. Hôm nay cửa hàng live bên xe số cho mình đây. Các dòng xe số như là X-Size này, Winner này, Rider Way, Sears, cửa hàng đều có cho mình nhé. Cửa hàng đang có một con Future màu xanh xám, đời 2021, xe còn mới nguyên nhé, giá 26.500.000. Đây mọi người ơi, ai đang muốn tham khảo Future mới ấy thì cũng có thể sang liên hệ sang dòng xe lướt này nha. Xe rất mới luôn. X-Size cửa hàng có rất nhiều cho mọi người nha. Bắt đầu từ 2015 đến 2021 cửa hàng đều có nhé. Các bản bóng này, bản đen nhám cửa hàng đều có nha. Cửa hàng có Rider này, Rider chỉ từ 18.900.000 mà có xe cho mọi người nhé. X-Size 135 cũng có nha, từ 27.600.000 là có xe. Ở chợ An Hiếu ơi, cửa hàng em đang có xe SH 2019 là từ 86.800.000 anh nhé. 86.800.000 là có xe bản 125 phanh ABS nhé. 125 2019 phanh thường thì cửa hàng đang không có xe. Mấy hôm nữa cửa hàng lại về xe cho mình thì em lại báo giá cho mình nha. X-Size đen, màu đen nhám cửa hàng có rất nhiều, các đời từ 2020 này. Winner X cửa hàng có rất nhiều, chỉ từ 25.800.000 là có Winner X cho mọi người rồi nha. Mọi người cứ đến trực tiếp cửa hàng tham khảo xe giúp em nhé. Winner X đi, cửa hàng có rất nhiều luôn. Chào Vũ Văn Luân nha, chào Ngọc Tuyên, chào Dũng Dâm nha. Chào Dương Chiến nhé. Avalet đời 2021, xe mới chạy có mấy trăm cây, rất đẹp luôn mọi người ơi. Các đời 2020 cửa hàng đang có các đời Avalet là từ 2016, 2017 nhé, 18 cửa hàng đủ các bạn 125, 150 cho mọi người nha. Vân Quang ơi, SH 125 đời mới 2020-2021 cửa hàng có xe nhá, luôn luôn liên tục có xe cho mình luôn. Xe mới cửa hàng đều có, và xe lướt 2020-2021 cửa hàng đều có nhá. Chị giá sẽ rơi vào tầm hơn 72 triệu, hơn 72-73 triệu là có xe bạn nhé. Vũ Văn Luân ơi, một SH 150 ABS 2019 phải rơi vào tầm hơn 100 triệu là có xe bạn nhá. Bạn cứ đến cửa hàng tham khảo giúp mình nha. Tí cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo trực tiếp trên trên Facebook luôn nhá. Chào Vũ Việt Quý ạ. SH 150 cửa hàng có rất nhiều luôn. Vũ Văn Quang ơi, tí cửa hàng sẽ ebook cho mình nhá.
có rất nhiều dòng xe để mình tham khảo nhé. SH Mall cửa hàng có rất nhiều, chỉ từ 40.800.000 là có xe SH Mall cho mọi người rồi nhé. Hôm nay cửa hàng Live bên xe số thì nó sẽ có dòng xe số ở đây nhé. Mai cửa hàng sẽ live bên CK thì mọi người vào xem livestream giúp mình nhé. Cửa hàng đang có một con Grand đời 2017 20.900.000 màu đen nhám nhé. Bạn nào muốn tham khảo con xe này có thể comment cửa hàng sẽ gửi link tư vấn cụ thể cho mình nha. Vũ Việt quý ơi, cửa hàng có R15 nhá, nhưng mà cửa hàng đang còn hai con R15, giá chỉ từ 36.800.000. Chắc không quay được rồi. Đây bạn ơi, chào Thái Hoàng Long nha. Mọi người muốn tham khảo con xe nào thì mình lại bình luận nhé. Chào Ngọc Tuyên nha. Chào Hòa Phạm nha. Lần sau mình sẽ fan. Lần sau em sẽ tặng cho anh cái fan cứng ở cái bếp này ạ. Còn Đặng Đức ơi, XC 155 cửa hàng đang không có xe lướt nào nhá. Cửa hàng đang có xe mới bạn ơi. Thì nó chỉ tầm rơi vào tầm hôm 47 triệu là có xe XC 155 cho mình rồi nhá. Chào Mạnh Nguyễn nha. Ok bạn nhá, cảm ơn bạn đã ủng hộ cửa hàng nha. Mọi người muốn xem con xe nào nữa không ạ? Để em quay trực tiếp cho mọi người xem ạ. Mạnh Nguyễn ơi, Exciter 155 màu vàng á. Cửa hàng ở đâu không có con nào. Cửa hàng đang có màu xanh, màu xanh GP ấy, với cả màu đen nhám. Exciter 155 đẹp lắm bạn ạ. Bạn thể đến cửa hàng tham khảo nhé. Đây, các dòng CS cửa hàng có đây. Dương ạ. Cửa hàng có rất nhiều quay cho mình nhé. Cửa hàng đang có hai con Ram, giá chỉ từ 32.800.000. Xe còn rất đẹp luôn. Chào Đào Triển nha, chào Thanh Hân nha. Chào Duy Toàn nhé. Cửa hàng có rất nhiều luôn, chỉ từ 24.500.000.
từ chợ 800 là có xe cho mình rồi nha. Tất cả con xe cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp cho mọi người nhé, và có cả sang tên cho mọi người luôn. Mọi người cứ đến cửa hàng xem xe trực tiếp giúp mình nha. Mọi người ơi, mình xin kết thúc live stream ở đây nhé. Mọi người muốn xem con xe nào thì cứ để lại bình luận thì mình sẽ gửi đường link cho mình mọi người nha. Cảm ơn mọi người theo dõi live stream ở cửa hàng. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đối với cửa hàng nhé. Chào tất cả mọi người nha.